Hội sách Ký Lô được Hội sách Ký Lô miền Nam tổ chức tại Trung tâm Văn hóa quận 3 từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 11, với sách đồng giá chỉ từ 9.000 đồng trên một cuốn hoặc bán theo ký lô 59.000 đồng một kg. Hội sách có hàng trăm đầu sách với khoảng 6 tấn sách, trong đó chủ yếu là sách mới. Số lượng sách phong phú đa dạng ở các thể loại như chính trị, văn học, lịch sử, khoa học của các nhà xuất bản kim đồng, trẻ, lao động. Ngay từ sáng sớm, đã có đông đảo bạn trẻ tới chọn lựa các đầu sách. Ngày hội sách còn thu hút nhiều gia đình, người đi làm đến mua sách nghiên cứu, từ điển tiếng Anh, tiếng Việt và cả sách về kiến thức hôn nhân gia đình. Đa phần mọi người tới đây đều tỏ ra hào hứng với mô hình bán sách này. Mình tới đây là từ lúc 8 giờ, là từ lúc nó mới mở cửa luôn. Thì mình đã thấy là rất là đông rồi, chứ không phải chỉ có một mình. Với lại là mình nghĩ cái việc cũng một phần là nhờ trại fanpage cũng như là hội yêu sách ở Sài Gòn cũng khá là nhiều, cho nên là người ta cũng đến khá là đông. Cá nhân mình thì mình rất là thích việc đọc sách, cho nên mình cũng thật sự rất là mong là cái việc mà những cái hội chợ như thế này nó có thể mở rộng thêm nhiều địa điểm hơn, để cho ví dụ như mấy bạn ở vùng xa thì cũng có thể đi đến được, chứ không phải là chỉ diễn ra ngay trung tâm. Rồi bên cạnh đó thì mình cũng nghĩ là cái giới trẻ ngày nay thì nên được kích thích đọc sách nhiều hơn. Khi mà mình đến với nơi này thì mình thấy cái mô hình này nó rất là hợp lý và phù hợp. Chẳng hạn như là sách thì rất là quan trọng đối với mỗi người, đúng không? Nhưng mà giá sách bây giờ thì nó rất là đắt. Nhiều người thì không thể có nhu cầu nhưng mà không thể tiếp cận được. Nhưng mà nên cái mô hình này bán sách cũ như thế này thì nó dễ cho mọi người dễ tiếp cận hơn, nó phù hợp hơn, giá cả phải chăng hơn. Mình thấy rất là hợp lý và mình nghĩ là nên lan rộng cái mô hình này ở nhiều nơi để cho mọi người có thể tiếp cận được sách nhiều hơn. Theo ban tổ chức Hội sách Ký Lô miền Nam, thông qua hội chợ sách này, ban tổ chức mong muốn lan tỏa văn hóa đọc đến mọi người và kết nối những người đọc sách với nhau, tạo nên sân chơi giao lưu hàng tuần, hàng tháng.